quần rách quần riêng như phép chứ có lẽ em làm thù ra. Xin chào Trang đây chia sẻ cho chị đi nào. Xin chào Heo Ngọt nào. Chào 5 người đang xem nhé. Mỗi người dành thêm 1 phút chia sẻ giúp em ạ. Chia sẻ cái livestream này lên để vào viện son miễn phí nhé. Xin chào Minh Tâm Bùi Tạ. Xin chào 6 người đang xem nhé. Xin chào Nhung Trang này. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ của em nhé. Mỗi người chia sẻ 10 lần lên hội nhóm hàng là lên trang cá nhân để vào đây ghi tên tặng son mọi người nhé. Hôm nay em tặng son, tặng tất cả cái ô son này nhá. Mọi người chia sẻ mạnh mẽ giúp em ạ. Xin chào 8 người đang xem, 10 người đang xem rồi ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ. Bùi Hương Giang chia sẻ giúp này. Đã chia sẻ thank you Bùi Hương Giang này. Nhung Trang ơi chia sẻ giúp mình nhá. Xin chào mọi người đang xem này. Mọi người chia sẻ mỗi người dành 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Tặng cho em nha Trang còn ơi. Nếu mà chia sẻ view lên 50 người em sẽ tặng tất cả mọi người một thỏi son nhá. Son tặng là miễn phí mọi người nhá. Chứ còn chia sẻ mạnh mẽ cho mình nhá. Xin chào Phương Lê này, chào 12 người đang xem này. Xin chào tất cả mọi người này. Mọi người ơi, mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ lên 10 hội nhóm và ai là lên trang cá nhân mọi người nhé. Chia sẻ vào đây để ghi tên nhận son miễn phí mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Thu Huyền, được chọn màu Nguyễn Thu Huyền nhé. Xin chào Minh Thu này. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mỗi người dành cho em một phút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên là Phạm Hồng Thúy em chia sẻ rồi chị ơi. Chia sẻ 10 lần lên các hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân nhé. Chụp màn hình inbox cho bên em để nhận son mọi người nhé. Phạm Hồng Thúy em chia sẻ rồi. Xin chào Phạm Hồng Thúy này. Tại vì trên cái bếp kia của chị đang bị văng ra ấy, do cái mạng của chị không tốt nên là chị sẽ like trên trang cá nhân nhé. Hồng Thúy ơi chia sẻ và kết bạn nick Facebook Dung Nhi cho mình nhé. Linh Huyền Ngọc. Xin chào Linh Huyền Ngọc đã chia sẻ này. Linh Huyền Ngọc ơi trên bếp của chị đang không phát được ấy nên là chị sẽ phát trên trang cá nhân nhé. Ai mà muốn nhận son thì vào đây kết bạn vào nick Facebook Dung Nhi nhé để được nhận son mọi người nhé. Xin chào 14 người đang xem, em chia sẻ 50 nhóm rồi ok này. Cảm ơn Trang Còn này, cảm ơn Phương Tân đã thả like thả. Mọi người ơi đợi em một phút nhé. Xin lỗi mọi người nhé, tại vì xin chào Thủy Phạm này, mọi người có nhìn thấy em không ạ? Xin lỗi đang like lại bị cái mạng ở bên em nó đợi bị hơi trục trặc. Mọi người có nhìn rõ em không ạ? Mọi người có thấy em không ạ? Tặng em đi. Xin chào Nguyễn Thư, xin chào 17 một người đang xem này. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ lên 50 người này, em bắt đầu viết tên tặng son nhé. Xin chào Mai Mai Tình này. Xin chào 20 người đang xem này, mỗi người dành 1 phút ra chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ đến 50 người là em bắt đầu ghi tên tặng son mọi người nhé. Xin chào Nguyễn Thủy. Trần Gina, xin chào Trần Gina nhé đã chia sẻ. Mỗi người dành 1 phút ra chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ đến 50 view
Hồng Thúy nhé. À, tại vì trên cái bếp của chị ấy, chị lại không trả chưa trả lời tin nhắn ở bên em, bởi vì cái bếp bên chị đang trục trặc một tí ấy. Thế nên là em inbox lên trang cá nhân của chị đây nhé, chị sẽ xếp tin nhắn và gửi quà cho em nhé. Chị ơi, sai trên trang cá nhân chế độ công khai. À, em phải sai trên trang cá nhân để hình quả cầu nhé, để tất cả các bạn bè đều biết nhé. Em đừng sai trên trên chế độ bạn bè em nhé. Em mở chế độ công khai hình quả cầu nhé và chia sẻ giúp chị nhé. Xin chào chị Huệ Nguyễn này. Thơ bé, chào thơ bé này. Thơ bé ơi, hình như là trên trang bếp của chị chưa trả lời được tin nhắn của trang bé. Thơ bé, thơ bé nhấp vào nick Thương Nhi để giúp chị nhé. Xin chào Nhã Hồng này, xin chào 11 người này. Mỗi người dành cho em 1 phút ạ. Xin mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ cái like này giúp em đi ạ. Xin chào Loan Thanh này. Chào Linh Hồng Huyền đã chia sẻ 50 nhóm ạ. Cảm ơn mọi người này. Mọi người ơi, mỗi người dành cho em 1 phút thôi. 1 phút chia sẻ giúp em cái live stream này mạnh mẽ lên ạ. Lên 50 người để em bắt đầu ghi tên tặng quà mọi người nhé. Hello chị Lý này. À, Tình Nguyễn hello này, Trần Yến đã chia sẻ này. À, mọi người chia sẻ mạnh lên ạ. À, 20 người đang xem rồi, lên 50 người bắt đầu em ghi tên tặng quà mọi người nhá. Linh Huyền ghi cho em nha. À, Linh Hồng Huyền ơi, ok này, tất cả ai mà chia sẻ chụp màn hình inbox cho bên em đều được tặng son mọi người nhá. Linh Ngọc Huyền. À, rồi ok Linh Hồng Huyền này. À, Linh Hồng Huyền à, chụp mà các lần chia sẻ này inbox cho bên mình nhá. Inbox luôn vào cái nick Dung Nhi này nhé, mà đã để ở chế độ xem trước nhá. Vũ Yến Nhi này, hello Vũ Yến Nhi này, xin chào mọi người. Ô, mọi người ơi, tụt bill rồi ạ. 20 người, vẫn 20 người, mọi người ơi, chia sẻ đến 50 người là bắt đầu em ghi tên nhá. 21 người rồi mọi người ạ. Mỗi người chỉ dành ra 1 phút chia sẻ giúp em thôi ạ. Mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Mọi người dành ra 1 phút chia sẻ giúp em 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân nhá. Nhã Hồng đã chia sẻ này. Mọi người ơi, ai cũng nói đã chia sẻ mà view lại tụt rồi ạ. Mọi người ơi, chia sẻ thế nào mà để view tụt thế kia ạ? Mỗi người chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ mà để view tụt là em không tặng quà đâu mọi người nhá. Chia sẻ rồi. À, Trang Bình ơi, ok Trang Bình nhá. Mọi người ơi, chia sẻ lên 50 view là bắt đầu em ghi tên tặng quà mà sao? À, chia sẻ rồi mà tụt view vậy. Nhã Hồng đúng là nghỉ trưa thôi chị. À, chị không có tiền nên chưa được nghỉ trưa đúng bạn ơi. Trang Nguyễn. À, xin chào Trang Nguyễn này. À, chào 14 người đang xem này. Mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Mỗi người chỉ dành ra 1 phút chia sẻ 10 lần đến hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, vào đây ghi tên tặng quà mọi người nhá. À, xin chào Mẫu Mít này. Mẫu Mít giờ này nghỉ trưa cho em ơi. Được ăn chưa hay là đang ngồi xem live chị thế này? À, xin chào tất cả mọi người nhé, 20 người rồi, mỗi người cố gắng đẩy view lên cho em ạ. Mỗi người đẩy cho em một lần view nữa, sai cho em một lần nữa. Và nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhé. Bây giờ em sẽ like tặng son mọi người nhé. Thế nên là mọi người để chế độ xem trước, để mỗi lần em like mọi người thì sẽ có tương tác tốt hơn nhé. Xin chào Lâm Vũ này, Cherry, chị đã chia sẻ nhé, không có chị. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ nhiệt tình lên. Chia sẻ mà view tụt là em không tặng quà đâu. Mà biết em ngồi xem người đẹp. Ok, mà biết này. À, Mai Phương Phạm đã chia sẻ, mà biết ơi, tớ lên chị chơi nha. Lâm Vũ xin chào này. Xin chào tất cả mọi người, 21 người đang xem ạ. À, mỗi người dành ra 1 phút sai cho em thêm một lần nữa đi ạ. Để lên càng đông người là em bắt đầu ghi tên nha. Em bắt đầu ghi tên nha, 20 người bắt đầu ghi tên này. Bây giờ nha, ai mà muốn được tặng son thì ai mà muốn được son thì comment. Ai mà muốn nhận son thì comment là đã chia sẻ cộng quà lên để em ghi tên ạ. Ai đã chia sẻ cộng quà. Xin chào Lan Lê này. Ai muốn nhận son thì hãy comment lên đã chia sẻ cộng quà vào đây để em ghi tên nhận son nhé. Nào, 22 người đang xem đã chia sẻ cộng quà mọi người ơi, đã chia sẻ cộng quà. Ai làm đúng cú pháp thì em sẽ ghi trước nhé. Đã chia sẻ cộng quà nào, Hoàng Trâm Anh nào, đã chia sẻ Mai Phương, Phạm đã chia sẻ này. Em bắt đầu ghi tên này. Ai chia sẻ thì chia sẻ nhanh để Hoàng Trâm
có quà nhá. Nhã Hồng có quà này, đã chia sẻ cộng quà màu mít có rồi này. Trang Còi nhá, Trang Còi ơi, Trang Còi em có quà nhá. Trang Còi có quà này, Loan Nguyễn có quà này, Loan Nguyễn em có quà này, Loan Nguyễn có quà này, Mai Đỗ có quà này. Ai có quà thì chụp màn hình chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân và inbox cho Nick Dung Nhi nhá, và nhấn ở chế độ xem trước để được nhận quà mọi người nhá. Mai Đỗ có quà rồi này, Nhã Hồng có quà rồi này, Trang Còn có quà rồi này, còn ai nữa, ai chưa có quà? Thanh Thanh Phạm này, Thanh Phạm này, Thanh Phạm ơi em có quà nhá. Thu Hà Lê này, Thu Hà Lê có nhá, Lê Hà có này, Anna có này, Anna em có quà nhá, Mai Đỗ có quà nhá, Mai Đỗ có quà này, Hà Thu Hà Lê có quà rồi này, xin cảm ơn hai thả tim này. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ cho em đi ạ. 26 người đang xem rồi ạ. Mỗi người dành 1 phút và nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi nhé, để khi mà em livestream thì sẽ không bị giảm tương tác và mọi người không ẩn comment của mọi người nhé. Nguyễn Huyền Ca Kim Nguyễn này em chưa có này. Huyền Ca Kim Nguyễn này, Huyền Ca Kim em có quà nhé. Huyền Ca Kim em có quà rồi này. Ngân Kim em này, Ngân Kim trong Ngân Kim này. Mọi người ơi, ai mà chưa có quà thì comment là quà, đã chia sẻ cộng quà nhá. Xin chào 26 người đang xem này, mỗi người dành cho em 1 phút, 1 phút ạ. Chỉ cần 1 phút thôi, mỗi người sai cho em thêm 1 lần nữa đi ạ. Lên 10 hội nhóm và 2 lên là lên trang cá nhân nhé, để vào đây ghi tên nhận quà mọi người nhé. Kim Dung Phạm thì đã chia sẻ này, dành cho Kim Dung một phần quà này. Kim Dung ơi bạn có quà rồi nhé. Ai có quà thì chụp màn hình này, màn hình này và inbox vào cái nick Dung Nhi này cho em nhé. Và mỗi người chia sẻ thì đều phải nhấn theo dõi này, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi và kết bạn để chế độ xem trước này, để khi em livestream mọi người sẽ nhìn thấy dễ hơn nhé, mà không bị ẩn comment nhé. Em Lily Lệ ship bao nhiêu, ship là do bên bưu điện họ thu nhé. 30-40 người nghìn là tùy họ, là do họ nhé, chứ người em không chịu tiền phí ship cho các bạn đâu nhé. Rồi còn ai chưa có quà, ai chưa có quà comment lên nào. Kim Dung Phạm Thị ơi bạn có quà rồi nhé, Kim Dung Phạm Thị có quà rồi, còn ai chưa có thì comment lên ạ. Ai chưa có, Trương Hoàng Lam này, Hoàng Lam có quà này, Hoàng Lam có quà này, Hoàng Lam ơi bạn có quà rồi nhé. Xin chào chị Hoa Nguyễn này, xin chào Hạnh Dương này cho rồi, xin chào ba người đang xem. Mỗi người dành cho em 1 phút ạ, mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Chúc bé có quà nhé, Chúc bé có quà rồi, Chúc bé nhé. Hà Chít xin chào Hà Chít này, Loan Nguyễn đã chia sẻ, Loan Nguyễn có quà nhé, Loan Nguyễn có quà này, Đặng Huỳnh Như có quà này, Huỳnh Như em có quà rồi nhá. Xin chào anh Thư này, chào Lê Thu Hà này. Làm sao để nhận quà? Các bước nhận quà bên mình rất dễ mọi người nhá, chỉ cần chia sẻ 10 lần lên các hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân này, để kết bạn với nick Facebook Dung Nhi và để chế độ xem trước nhé. Chụp màn hình inbox cho bên mình để nhận quà nhá. Phạm Thị Hồng em chia sẻ rồi, ok Phạm Thị Hồng đã có quà rồi nhá. Phạm Thị Tâm Nhị này, Tâm Nhị có quà nhá, Tâm Nhị có quà rồi này, Cherry Trịnh có quà rồi này, Hạnh Dương ông có quà rồi nhá, ông có mần ít rồi. Ông Hạnh Dương ông có quà rồi ạ. Chúc bé có rồi này, Phạm Thị Hồng Thúy này, chị ơi cho em son. Phạm Thị Hồng Thúy ơi em đã được son bên chị rồi mà, chị đã gửi son cho em rồi. Em mà được tặng son rồi thì ba ngày hôm sau em mới được chơi lại, em mới được nhận son một lần nữa nhá. Tâm Nhị có quà rồi, Phạm Thị Hồng Thúy có quà rồi, Phạm Thị Hồng Thúy chị gửi cho em rồi nhé. Bình Long Thanh Bình em chia sẻ rồi, Trang Nhung đã chia sẻ này, cho Trang Nhung một thỏi son này. Ai mà được nhận son bên em nhé, ai mà được nhận son bên
thì phải làm sao ạ? Chụp màn hình inbox gửi về bên em để được nhận quà mọi người nhá. Xin chào Hải Đăng lâu lắm nhìn này Hải Đăng này. Hải Đăng ơi, dạo này đi đâu mà mất tích lâu thế? Kiều Anh xin chào Kiều Anh này, Kiều Anh cho Kiều Anh này. Kiều Anh được quà rồi nhá, xin chào Hằng Nguyễn này, Huyền Trang Nguyễn đã chia sẻ 30 hội nhóm này. À, Huyền Trang Nguyễn bức họ son này. Huyền Trang đã được thỏ son này, Phúc Đàm chị ơi chia sẻ rồi xin chia sẻ rồi thì chụp màn hình inbox cho bên mình để được nhận quà thôi cho Huyền Trang rồi này. Phương Nguyễn chia sẻ rồi này, Phương Nguyễn tặng em đi này Phương Nguyễn nhé. Phương Nguyễn ơi em có quà rồi nhá, Phúc Đàm ơi em có quà rồi mà. Cúc Đàm có quà rồi này. À, Lục Linh Linh đã chia sẻ này, cho Lục Linh Linh này. Lục Linh Linh này, ai chưa có quà cho comment đã chia sẻ tổng quà mọi người nhá. Em chia sẻ rồi, Hồng Thắng này, cho Hồng Thắng này. Hồng Thắng có quà rồi nhá. À, Lục Linh Linh ơi, em không comment số điện thoại lên đây nhá. Em mà đã được quà ở bên chị thì chụp màn hình inbox chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân nhé. Các bạn nick Facebook Dung Nghi này và để chế độ xem trước này, inbox cho bên chị để nhận quà nhé. À, Thiện Saki này, cho Thiện Saki này. Thiện Saki có quà này. Hằng Nguyễn có màu hồng 10 giờ không? Có hồng nào chị Hằng Nguyễn nhé. Chị Hằng Nguyễn ơi, chị Hằng Nguyễn chia sẻ giúp em nhé. Chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, inbox cho bên em để nhận quà nhé. À, Lê Thu Hà có quà rồi này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này, cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này. Như Quỳnh ơi em có quà rồi nhá, ai có quà thì inbox cho bên mình để nhận quà nhá. Nguyễn Nhàn này, Nguyễn Nhàn này, Nguyễn Nhàn ơi em có quà rồi nhá, mỗi người dành một phút ra chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ cái livestream này mạnh mẽ lên để mọi người vào cùng được nhận quà nhá. Hồng Thơ em có quà nhá, Hồng Thơ em có quà này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có rồi này, Phạm Thanh Phạm em có quà này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có quà rồi này, Nguyễn Hồng này, cho Nguyễn Hồng này, Nguyễn Hồng một thỏi quà này, em chưa có Lê Hồng Mây này, Hồng Mây em có quà này, ai mà chưa có quà thì comment là đã chia sẻ cộng quà lên đây giúp em nhé. Đã chia sẻ cộng quà mọi người nhé. À, Ngọc Thuận em chia sẻ 20 nhóm rồi này, cho Ngọc Thuận này. Ngọc Thuận ơi em đã chia sẻ thì em chụp màn hình inbox 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân gửi về bên chị để lấy quà em nhé, để nhận quà nhé. Hello Trần Anh Thu này. À, mọi người ơi, mỗi người dành ra 1 phút đi ạ, mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ của em ạ. Mỗi người chia sẻ cho em 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân và nhấn theo dõi những Facebook Dung Nghi nhé, ở chế độ xem trước mọi người nhé, để khi mà em livestream là mọi người sẽ không bị ẩn comment nhé. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi ạ. Em thấy rất ít lượt view chia sẻ, chỉ người mà xem thôi, không thấy ai chia sẻ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Rất nhiều người xem, đang 34 người đang xem nhưng là lượt chia sẻ rất ít ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân nhé. Ship mấy chị ơi, ship là do bên điện thu em nhé. Ship ở bên bưu điện họ thu nhé. Tùy nơi em ở xa gần như thế nào em nhé. Phương Bùi em ai cũng em nhưng mà mọi người phải chia sẻ giúp em đi ạ. 36 người đang xem, mỗi người dành cho em 1 giây thôi ạ, 1 giây chia sẻ cho em 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân đi ạ. Rồi vào đây ghi đã chia sẻ cộng quà này. Anh Thư ơi chia sẻ giúp chị đi nhá. Mỗi người dành cho em 1 phút đi ạ, 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Chia sẻ cái livestream này lên 50 người thì em lại ghi tên tặng quà tiếp mọi người nhá. Huyền Trang ơi ship mất chị. Lừa đảo đấy mọi người ơi. Bùi Mơ ơi, tớ lừa đảo gì của bạn rồi à? Bùi Mơ ơi, sao lại comment vớ vẩn mất lịch sự đấy ạ? Nguyễn đã chia sẻ, Lê Hồng Mai đã chia sẻ, mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ lên đúng 50 người là em bắt đầu lại ghi tên tặng quà tiếp mọi người nhá. Chia sẻ rồi đấy. Mỗi người dành cho em 1 phút thôi ạ. Chia sẻ mạnh mẽ lên 50 người là em bắt đầu ghi tên tặng quà tiếp nhá. Quan Nguyễn đã chia sẻ hết rồi mọi người ơi, chia sẻ không cần
chứ không không phải comment số điện thoại lên đây đâu ạ. Comment em cũng không 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 đọc số điện thoại của các chị đâu nhé. Trần Yến này, cho Trần Yến này. Trần Yến này 45 người rồi nhé bà mọi người nhé. Chỉ cần 50 người là em tặng quà bất chấp luôn, tặng hết chỗ này luôn nhé. Anh Thư chia sẻ rồi mà. Rồi mỗi người dành 1 phút chia sẻ 10 lần đến hội nhóm, 2 lần đến trang cá nhân. Và vào đây ghi tên tặng quà, nhận quà mọi người nhá. Mỗi người sẽ được một thỏi son 3CE này. Siêu lì siêu đẹp luôn, Kim Ngân chỉ ở đâu tớ ở Hà Nội bạn nhá. À, Lê Thu Hà cũng được rồi. Xin chào chị Phúc Mô này. Mỗi người dành 1 phút ra chia sẻ giúp em nhé. Chia sẻ. Mỗi người dành 1 phút ra chia sẻ 10 lần đến hội nhóm, 2 lần đến trang cá nhân nhá. À, Thịnh Trình này, xin chào mọi người này, xin chào 40 người đang xem rồi. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ giúp em nhé. Chia sẻ 10 lần đến hội nhóm, 2 lần đến trang cá nhân. Nguyên Nguyễn Nguyên chia sẻ 20 nhóm và 2 lần đến trang cá nhân rồi. Rồi ok, cảm ơn bạn nhé. Bây giờ ai mà chưa được nhận son thì comment đã chia sẻ cộng quà vào đây để em bắt đầu ghi tên tiếp ạ. Ai mà đã chia sẻ mà chưa được quà thì comment đã chia sẻ cộng quà. Anh Thư, cho anh Thư một hỏi này. Anh Thư ơi, anh Thư đã bỏ quà rồi nhá chị. Anh Thư nhá, chiến đấu có mất ship không chị? Tất nhiên là phải mất ship rồi. Em tặng son thì em không tặng cả bên anh Thư Điện nữa, để anh ấy đưa ship cho các bạn đâu nhá. Cúc Ngô không chia sẻ có tặng quà, không chia sẻ làm sao được tặng quà. Phải chia sẻ nhiệt tình, chia sẻ 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân. Nhấn xem trước ở chị, nhấn theo dõi Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước thì mới được quà nhá. Chúc bé ơi đừng inbox số điện thoại lên đây cho chị làm gì, chị không lấy số điện thoại của em làm gì đâu. Phương Bùi ơi, cho Phương Bùi một thỏi này. Phương Bùi này, Phương Bùi một thỏi son này. Ai được son thì inbox cho bên em này. Kết bạn nick Facebook Dung Nhi, nhấn ở chế độ xem trước mọi người nhá. Phương Bùi. Hải đang cho Hải đang một thỏi rồi nhá. Trần Thu Anh rồi là sao ạ? Ai mà nhận son thì comment là đã chia sẻ nhá. Phương Bùi có son rồi nhá. Linh Khánh, em chia sẻ rồi tặng em đi. Ai mà chưa có quà in comment đã chia sẻ cộng quà. Trần Anh Thu này, Trần Anh Thu có quà nhé. Trần Anh Thu có quà rồi nhá. Phương Bé, Phương Bùi này, em chia sẻ rồi. Nguyễn Nguyên này, ai mà được em ghi tên rồi thì inbox cho bên em gửi màn hình là có quà mọi người nhá. Linh Khánh ơi, em có quà nhá. Linh Khánh này, Thơm Thủy mình chia sẻ rồi nhá. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ mà em vẫn thấy view rất là thấp ạ. À, mỗi người dành 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Để đẩy cái view này cao lên 50 người xem để em tặng hết cái rổ son này nhá. Phước Cùi đã được son rồi mà. Em Phước Võ em mới vô này. Phước Võ ơi, ai mới vào ạ thì chia sẻ giúp em 10 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhá. Vào đây ghi tên và nhận quà này. Ai mà muốn nhận quà thì ghi đã chia sẻ cộng quà này. Ngân Kim được quà này. Ngân Kim em có quà rồi nhá. Ngân Kim có quà này. Huyền Trang em Trang này. Phạm Thị Huyền Trịnh có quà này. Huyền Trịnh ơi em có quà nhá. Huyền Trịnh ơi em có quà này. Băng Hàn Nhi này, Hàn Nhi em có quà này. Hàn Nhi ơi em có quà nhá. Hàn Nhi ơi em có quà này. Phạm Thị Huyền Trịnh chị đã ghi tên em rồi mà. Nguyên Nguyễn có quà này. Em chụp lại rồi inbox chị nha. Ok này. Ai mà đã được em ghi tên nhá, chụp màn hình chia sẻ 10 lần đến hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, inbox cho bên em để nhận quà nhá. Ai mà đã được em ghi tên, chụp ảnh màn hình 20 lần chia sẻ lên hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân, inbox cho bên em để nhận quà nhé. Xin chào bác Hoàng Nguyễn này, lâu lắm mới nhìn thấy bác Hoàng Nguyễn này. Nhi Trần em có quà này. Thành Nguyễn chia sẻ rồi, cho Nguyễn Thành này. Ai mà nhận được quà ở bên em, ai mà đã được gọi tên nhận quà chia sẻ rồi, Cúc Ngô này, cho Cúc Ngô một thỏi son này. Thịnh Trịnh em có quà nhé. Ai mà nhận được quà bên em rồi thì chụp màn hình chia
người làm thành công này, hai là lên hội nhóm này, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhá. À, chúc bé em có quà rồi, đừng comment số điện thoại chúc bé nhá. Em không phải comment số điện thoại của em ở đây vì chị không đọc được đâu. Em chỉ cần chụp ảnh màn hình này, inbox cho bên chị này là sẽ được nhận quà này. Na Bi Phương em chia sẻ rồi, cho Na Bi Phương này. Na Bi Phương có quà nhé. Na Bi Phương ơi, em có quà nha. Ai có quà nhớ chụp màn hình inbox này, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhé, và vào inbox để nhận quà nhé. Phước Võ em có quà nhé. Phước Võ này, Phước Võ có quà nhé. Chúc bé em có rồi mà. Linh Ngọc này, xin chào Hùng Kelly này. Linh Ngọc em có quà này. Linh Ngọc em có quà này. Linh Khánh em có quà này. Linh Khánh em có quà này. Ai đang xem mỗi người dành cho em 1 phút để chia sẻ đi ạ. Chia sẻ cái livestream này là Linh Ngọc ơi, đừng comment số điện thoại lên đây. Em đã bảo rồi, không ai phải comment số điện thoại lên đây làm gì cả. Mọi người chỉ cần chụp màn hình inbox cho bên em để nhận quà nhá. Chụp ảnh màn hình 20 lần hoặc lên hội nhóm này, 2 lần lên trang cá nhân này, inbox cho nick Dung Nhi em đang livestream đây này, để ở chế độ xem trước để nhận quà mọi người nhá. Nam Y Phương em có quà rồi nhá. Nhi Trần này, cho Nhi Trần một thỏi son này. Nhi Trần có quà rồi em nhé. Chúc bé có quà rồi này. Linh Ngọc có rồi này. Còn ai chưa có quà thì inbox. Còn ai chưa có quà thì comment lên ạ. Ai chưa có quà thì comment lên ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút, những ai vào sau mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ cái livestream này lên đây ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ cái livestream này lên 20 lần hội nhóm và 2 lần lên trang cá nhân, chụp ảnh màn hình và inbox cho bên em để nhận quà nhé. Quà là một thỏi son trị giá 250.000 nhé. Quà là một thỏi son trị giá 250k son Pasire của Hàn mọi người nhé. Nhi Trần em có rồi, Phương Bùi em có rồi, Bé Trúc em có rồi nhé. Còn ai chưa có quà, còn ai mới vào, ai chưa có quà, ai chưa có quà thì comment quà đã chia sẻ cộng quà lên đây cho em nhé. Linh Khánh đã chia sẻ rồi này. Ai mà đã chia sẻ rồi chỉ cần chụp lại màn hình inbox cho bên em để nhận quà mọi người nhé. Thảo em nữ chị Thảo Thảo ơi, em chụp màn hình chia sẻ 2 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, vào đây ghi tên để nhận quà nhé. Bao kia em chưa có này, còn ai chưa có thì comment đã chia sẻ cộng quà cho công ty này. Ai chưa có thì chụp màn hình inbox gửi cho bên em, ai đã có tên thì chụp nhá. Thảo Thảo có quà này. Thảo Thảo em có quà này. Nguyễn Phương em có quà này. Nguyễn Phương này. Nguyễn Phương em có quà này. Na Bi Phương em có quà này. Em không biết cách chị ạ. Em không biết cách gì ạ. Chỉ cần rất đơn giản nhá. Em chụp màn hình chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, kết bạn nick Facebook Dung Nhi chị đang livestream này. Nhấn vào chế độ xem trước nhé. Nhấn vào chế độ xem trước rồi inbox cho bên chị để nhận quà. Xin chào Minh Ngọc này. Chào 37 người đang xem. Mỗi người dành cho em một giây ạ, 1 phút thôi ạ. Chia sẻ mạnh mẽ cái livestream này lên giúp em đi ạ. Xin chào Thắng Lê này. Chào 40 người đang xem rồi này. Mỗi người dành 1 phút thôi ạ. 1 phút chia sẻ giúp em cái livestream này lên ạ. Mỗi người dành 1 phút này, chia sẻ 20 lần đến một nhóm, 2 lần lên trang cá nhân này, rồi chụp màn hình là inbox cho bên em để nhận quà nhá. Những ai mà được em đọc tên rồi thì inbox bên em để nhận quà nhá. Còn những ai mà chưa được em đọc tên thì vào đây comment đã chia sẻ cộng quà. Nghịch ngợm cô nàng, xin chào nghịch ngợm cô nàng này. Đã chia sẻ 40 nhóm, đã chia sẻ 40 nhóm thì em chỉ cần đi comment lên đã chia sẻ cộng quà chị ơi là sẽ có quà nhá. 45 người đang xem rồi, mỗi người dành cho em 1 phút đi ạ. Chia sẻ giúp em lên 50 người để em bắt đầu ghi tên tặng quà tiếp nha mọi người nhá. 50 người lại đang tụt view rồi mọi người ơi. Đúng 50 người em bắt đầu ghi tên rồi nhá. Son thì em còn rất nhiều, không thiếu, nhưng mà mỗi người phải dành ra 1 phút chia sẻ giúp em ạ. Mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ giúp em. 20 là lên hộp nhóm, 2 là lên trang cá nhân, và nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi mọi người nhá. Nghịch ngợm cô nàng này, cho nghịch ngợm cô nàng một thỏi son này. Cô nàng này, nghịch ngợm cô nàng em đã được son rồi nhá. Em chỉ cần chụp màn hình chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 20 lần lên trang cá
cá nhân và inbox cho bên chị được nhận son nhá. Hà Lý đã chia sẻ 30 nhóm này cho Hà Lý này, cho Hà Lý một thỏi son này, Thu Lục này, Thu Lục một thỏi son này. Chúc có em được son rồi mà, chúc bé em được son rồi mà, còn ai chưa có son, còn ai chưa được son thì comment đã chia sẻ cộng quà lên đây ạ. Còn ai chưa được son thì chia sẻ đã, chia sẻ cộng quà. Thu Lục của em có son rồi nhá, chúc có em có son rồi nhá. Huệ Trần này, cho Huệ Trần này, Huệ Trần một thỏi son này, cho Nhung Lê Nhung một thỏi son này, Lê Nhung này, Lê Nhung một thỏi son này. Còn ai ạ? Nam Huy Phương em có quà rồi nhá. Xin chào 40 người đang xem này. Mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ giúp em cái livestream này lên ạ. Mỗi người dành cho em chỉ 1 phút thôi, chia sẻ cái livestream này lên này. 20 hộp nhóm và 2 lượt lên trang cá nhân nhá. Và nhấn cái bàn nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhá. Nam Huy Phương phải vào đâu hả chị? Phải vào đâu là sao hả em? Em không biết làm như thế nào. Trần Dung Anh chỉ cần kết bạn nick Facebook Dung Nhi, nhấn chế độ xem trước, chia sẻ màn hình, chia sẻ 20 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, quá dễ dàng các em ạ. Đang inbox cho chị rồi chị ơi. Ok, nếu ai inbox cho chị càng sớm thì quà đi càng nhanh mọi người nhé. Mọi người ơi, ai inbox cho mình càng sớm thì quà đi càng nhanh này. Huệ Trần này, Huệ Trần có rồi này. Linh Hạt Tiêu này, cho Linh Hạt Tiêu này, Linh Hạt Tiêu này. Mọi người ơi, tụt view rồi mọi người ơi. 40 người lại tụt view rồi, vừa lên 45 lại tụt view, còn 40 rồi. Nguyễn Phương, chị ơi em đã chia sẻ ok cho Nguyễn Phương này. Ai được em ghi tên rồi thì chụp màn hình chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân và inbox cho bên em để nhận quà này. Mỗi người sẽ được một thỏi son này. Còn ai mà chưa được quà thì comment là đã chia sẻ cộng quà này. Trần Thị Hoài An, cho Hoài An này. Hoài An là một thỏi son nhá. Kết bạn với cái nick Dung Nhi gì đó rồi sao chị? Kết bạn nick Dung Nhi và nhấn chế độ xem trước. Nhấn chế độ xem trước em nhé, Trần Thu Anh nhé. Nhấn chế độ xem trước, chụp ảnh màn hình 20 lần, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân và inbox cho bên chị để nhận quà. Em đã chia sẻ, Nhung Nguyễn ok đã chia sẻ này. Tặng cho Nhung Nguyễn một thỏi son này, Nhung Nguyễn này. Tặng cho Nhung Nguyễn một thỏi son này, Hồng Thắm. Em inbox cho chị rồi đó, ok. Ai inbox càng sớm thì quà đi càng nhanh mọi người nhá. Chỉ có thế thôi, ai mà inbox càng sớm thì đi quà đi càng nhanh. Và nhấn chế độ xem trước, nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi mọi người nhá. Đã chia sẻ, Oanh Oanh một thỏi son này, Oanh Oanh một thỏi son này, Oanh Oanh đã có quà này. Nguyễn Phương chị ơi, Nguyễn Phương ơi, chị vừa ghi tên em rồi mà. Phương có rồi, Oanh Oanh đã có rồi nhá. Còn ai chưa có son không ạ? Còn ai chưa có son thì comment đã chia sẻ cộng quà lên đây cho em nhé. Em đã tặng rất nhiều rồi mọi người nhé. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. 37 người đang xem, mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ nhé. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ cho em vừa đi có quà đấy mọi người nhé. Mọi người cứ góp ra hết là em sẽ không tặng quà ai đâu ạ. Oanh Oanh đã chia sẻ, Oanh Oanh ơi, em được quà rồi nhá. Trần Thị Hoài An đưa em xem lại quà để chụp ảnh màn hình. Em ơi, Hoài An ơi, em đã có quà rồi mà. Bây giờ nó cả một đống như này, chị không biết là em trôi ở dưới như chỗ nào nữa ấy. Em chỉ cần chụp màn hình, chụp màn hình chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân và inbox cho bên chị là có quà em nhé. Mi Sói này, cho Mi Sói này, Mi Sói có quà nhé, Mi Sói có quà nhé. Hồng Thắm đã chia sẻ này, cho Hồng Thắm này, Hồng Thắm này. Ai mà nhận được son bên em chỉ cần chụp ảnh màn hình chia sẻ 20 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước là có quà mọi người nhé.
9 giờ tối đến 10 giờ đêm nhé. Thế nên là mọi người cứ nhấn theo dõi hay là nick Facebook Zumbi ở chế độ xem trước đi ạ. Sắc ngoan dương này, cho sắc ngoan dương này, ngoan dương này, sắc ngoan dương có quà rồi này, Nguyễn Hằng em có quà này, Nguyễn Hằng có quà này, ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà này, Nguyễn Hằng đã chia sẻ cộng quà, Nguyễn Hằng đã có quà rồi này, còn ai chưa có quà thì comment lên nào, 29 người cùng view rồi mọi người ơi, mỗi người ai vào sau thì chia sẻ cho em, mỗi người chia sẻ cho em một hai mươi lần đến hội nhóm này, hai lần lên trang cá nhân này và nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi này. Lì bé chị đã chia sẻ này, cho lì bé này, lì bé một vòi son này, chụp ảnh màn hình 20 lần chia sẻ inbox cho bên em là được nhận quà này. Còn ai nữa này, Hoàng Minh Đào này, Minh Đào có quà này, Hoàng Minh Đào có quà đã chia sẻ có quà này, Lê Thị Kim Huệ này, Kim Huệ có quà này, Lê Thị Kim Huệ có quà, Nguyễn Phương có quà rồi, Hoàng Đào Minh có, Quách Thu Hà này, Thu Hà em có quà này, Thu Hà em có quà này, mọi người ơi, mọi người có quà thì mọi người phải làm sao ạ? Mọi người có quà thì mọi người phải nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước, chụp ảnh màn hình 20 lần chia sẻ đến một nhóm và 2 lần lên trang cá nhân mọi người nhé. Vào đây ghi tên và tặng quà nhé. Quà là mỗi người được một thỏi son. Ai mà đã được em ghi tên thì inbox cho bên em để nhận quà mọi người nhé. Lê Thu Hà ơi em có quà rồi nhá, Nam Y Phương em có quà rồi. Còn ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà lên để em biết tên nào. Còn ai chưa có quà, Lê Thu Hà Lê ơi em có quà rồi mà. Còn ai mà chưa có quà, còn ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ cộng quà lên đây nào. 31 người đang xem, mỗi người dành cho em 1 phút đi ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ cái live stream này lên ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ live stream. Nhấn chế độ xem trước nick Facebook Dung Nhi, chụp ảnh màn hình 20 lần chia sẻ và inbox cho bên em để được nhận quà nhé. Nguyễn Phương ơi em có quà rồi nhá, 36 người đang xem. Mỗi người dành ra 1 phút thôi ạ. 1 phút chia sẻ 2 hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân để inbox cho bên em. Ai mà đã được ghi tên thì inbox cho bên em để nhận quà mọi người nhé. Xin chào 34 người đang xem này, mỗi người đẩy cho em 1 view lên đi ạ. Mỗi người đẩy cho em 1 view, thả tim thả like cho em đi ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Chia sẻ để vào đây ghi tên nhận quà mọi người nhé. 37 người đang xem này, Uyên Nguyễn này, em có quà rồi đúng không chị? Nguyễn Nguyên ơi em có quà rồi nhé. Nguyễn Nguyên chị ghi quà Nguyễn Nguyên từ đầu rồi nhé. Còn ai chưa có quà, còn ai chưa có quà comment lên ạ. Còn ai chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà nào. Phạm Nhung này, cho Phạm Nhung này, Phạm Nhung em có quà nhé, Phạm Nhung em có quà rồi nhé. Còn ai chưa có quà, Vân Nam đi làm sao để chụp được ảnh em ơi, chụp được, chụp ảnh thì khi mà em chia sẻ 20 hội nhóm thì em nhấn chụp ảnh chứ có làm sao. Nguyễn Lê Diệu Tuyến em, Nguyễn Lê Diệu Tuyến đã chia sẻ, sẻ chưa ạ? Chia sẻ 20 hội nhóm hay là lên trang cá nhân chụp màn hình inbox cho bên em nhé. Nhấn xem trước ở, nhấn theo dõi Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước. Tiến Sơn qua mẫu đầu từ bên trái sang đã chia sẻ qua màu đầu từ bên trái sang. Ok, ai lấy màu gì thì inbox cho bên em. Tại vì bây giờ mọi người còn nói em cũng không nhớ được đâu. Phát ở live stream này là em không nhớ được. Ai muốn lấy màu gì thì inbox cho bên em. 34 người đang xem nhá. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ. Chia sẻ công khai lên 10 hội nhóm hay là lên trang cá nhân, chụp màn hình chia sẻ và inbox bên em vào đây ghi tên nhận quà. Xin chào Lê Như Quỳnh này, Nguyễn Kim Ngân, Nhã Hồng này. May không, máy em không chụp được thì sao, máy em không chụp được thì chết. Vũ Linh đã chia sẻ, Vũ Linh ơi hình như là hôm qua chị đã gửi quà của em đi rồi phải không? Vũ Linh hôm trước đã nhận được quà của bên chị và chị đã gửi quà đi rồi Vũ Linh nhé. Vũ Linh đã chia sẻ nhưng Vũ Linh vừa mới được quà hôm qua xong em ạ. Chị mới gửi cho em hôm qua xong. Nhá Hồng Phước em lấy màu đỏ. Mọi người ơi em đã nói rồi, ai lấy màu gì thì inbox cho bên em chứ còn bây giờ em không nhớ ra ai lấy màu gì đâu. Mỗi người vào đều phải chia sẻ cho em 20 lần lên hội nhóm hoặc 2 lần lên trang cá nhân, chụp màn hình inbox cho em, kết bạn với nick Facebook Dung Nhi
Xin chào tất cả 37 người đang xem này. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Tiến Sơn chia sẻ 20 nhóm có quà rồi, ok cho Tiến Sơn này. Ai mà được em ghi tên rồi thì inbox cho bên em để nhận quà nhé. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ. Em lấy màu đỏ không có, chị nói rồi. Ai mà được quà ăn được chị ghi tên rồi thì inbox cho bên chị. Lấy màu gì chị sẽ cho màu đấy. Chứ còn bây giờ em nói đấy chị cũng không nhớ được em là em lấy màu gì đâu. Tiến Sơn em đã có quà nha, 38 người đang xem này. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ 20 hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp màn hình inbox cho bên em là được quà mọi người nhé. Nguyên em có ship bao nhiêu? Thảo Phạm ơi, ship bao nhiêu? Ship bao nhiêu vì xa gần bên bưu điện họ thu nhá. Nếu em ở xa thì phí ship đắt, mà em ở gần thì phí ship sẽ rẻ hơn. Nếu mà em không muốn mất phí ship thì đến tại shop để lấy quà nhá. Em chia sẻ nhiều vậy mà không có. Nguyễn Hoan ơi, em chỉ cần comment đã chia sẻ cộng quà thì chị mới ghi cho em. Còn em chị không biết là em có quà hay chưa đâu. Thảo Thảo ship bao nhiêu chị đã nói rồi. Nói nhiều đến nỗi mọi hết cả mồm. Quà là do bên chị tặng, còn phí là do bưu điện thu, chị không tặng cả phí bưu điện mọi người nhé. Ai mà muốn lấy quà thì chỉ cần inbox cho bên em thôi, còn bưu điện thu bao nhiêu thì mọi người phải trả ship bấy nhiêu mọi người nhé, ok. Trần Thị Hồng em đã chia sẻ này, tặng cho Trần Thị Hồng này. Trần Thị Hồng này, chị Hồng ơi em đã có quà này. Ai có quà thì chụp ảnh màn hình và inbox cho bên mình nhá. Ai chụp mọi người ơi, tụi view rồi mọi người. Em đã đổ lên 50 view rồi mới lại ghi nhá. 26 người là em không ghi tên đâu. Thanh Chuyện đã chia sẻ này, ai chia sẻ. Mọi người ơi, mọi người vào xong mỗi người dành cho em 1 phút đi ạ. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ mạnh mẽ cái livestream này lên ạ. Chia sẻ mạnh mẽ. Chia sẻ hàng tháng 20 hội nhóm nhá. Rồi chụp màn hình inbox cho bên em nhé là được nhận quà nhá. Ba nhóm không được quà đâu chị nhá. Ba nhóm không được quà đâu chị Nguyễn Kim Ngân ạ. Em inbox không thấy ai trả lời. Em ơi bây giờ em mới inbox thì làm gì đã có người trả lời em ạ. Mỗi người inbox nếu có 2-4 tiếng mà chưa được xếp tin nhắn thì mọi người inbox lại cho em nhé. Bởi vì inbox nhiều khi nó quá tải, bọn chị cũng không thể là làm hết được. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. Mỗi người dành cho 1 phút chia sẻ giúp em ạ. Mỗi người chia sẻ 2 lần hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, chụp màn hình vào đây ghi tên và nhận quà nhé. Quà là một thỏi son mọi người nhé. Nếu ai mà chưa có quà thì comment là đã chia sẻ cộng quà thì em mới ghi nhé. Trần Hồng Nhung ơi chị vừa ghi cho em rồi ạ. Trần Hồng Nhung ơi chị vừa ghi cho em rồi nhé mọi người ơi. Mỗi người dành 1 phút đẩy view lên cho em đi ạ. Lại thuộc view rồi, 24 người rồi. Vừa 50 mấy người giờ, 24-25 người là em không ghi tên này nữa. Chừng nào có chị Thảo Thảo ơi chị gửi cho em thì tầm 3-5 ngày nhé. 3-5 ngày là có quà em nhé. Nguyễn Hoan em chia sẻ rồi, ok Nguyễn Hoan này, chị đã ghi cho Nguyễn Hoan rồi này. Xin chào 24 người đang xem này, ai vào sau này. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ cho em ạ. Chia sẻ đến 20 hội nhóm, 2 là lên trang cá nhân. Nhấn theo dõi nick Facebook Phương My ở chế độ xem trước mọi người nhé. Chia sẻ vào đây ghi tên nhận quà. Ai mà chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà. Ai mà chưa có quà comment đã chia sẻ cộng quà. Em chưa có chị Nguyễn Phương chị ghi em rồi. Oba Dead mất ship không ạ? Tất nhiên là mất ship rồi bạn. Nếu mà không muốn mất ship thì đến shop lấy quà mà nhé. Nếu ai không muốn mất ship thì đến shop lấy quà, còn ai muốn mất còn ai gần thì đến shop lấy quà, còn ai không gần thì mình sẽ ship code COD toàn quốc mọi người nhé. Vũ Hải Yến hello này, xin chào Nguyễn Hòa này, xin chào 31 người đang xem này. Mỗi người dành ra 1 phút chia sẻ giúp em ạ. Mỗi người chia sẻ 2 lần lên hội nhóm, 2 lần lên trang cá nhân, vào đây ghi tên nhận quà nhé. Quà là một thỏi son 3CE trị giá 250.000 đồng siêu lì mọi người nhé. Xin chào Linh Thắng này, chào 30 người đang xem này. Mỗi người dành 1 phút chia sẻ cho em này. Và theo dõi nick Facebook Dung Nghi ở chế độ xem trước mọi người nhé. Mỗi người dành 1 phút ra chia sẻ cho em rồi nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nghi ở chế độ xem trước ạ. Vũ Hải Yến, xin chào Vũ Hải Yến này, xin chào. Ôi mọi người ơi, tổ phim rồi, còn có 26 người đang xem thôi ạ. Mỗi người đẩy lên cho em một. Mỗi người sai cho em một lần nữa đi ạ. Mỗi người sai cho
lần nữa đi ạ. À, để lên view lại bắt đầu ghi tên tặng quà nhé. Ai chưa có quà thì comment đã chia sẻ tặng quà nào. Ai chưa có quà thì comment cho em đã chia sẻ tặng quà nào. Mọi người ơi, tụt view quá rồi. Tụt view quá rồi mọi người ơi. Còn hai mọi người đang xem thôi ạ. À. Mỗi người dành cho em 1 phút đi ạ. À. Mỗi người dành cho em 1 phút chia sẻ giúp em đi ạ. À. Chia sẻ 2 lần lên một nhóm này, 2 lần lên trang cá nhân này. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước mọi người nhá. Nhớ là nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước này. Ai mà đã được em ghi tên tặng quà này thì ghi phúc cho bên em để nhận quà mọi người nhá. Ai đã có quà bên em thì ghi phúc cho bên em để nhận quà này. Xin chào Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ này. Nguyễn Minh Hằng, xin chào chị Nguyễn Minh Hằng đã chia sẻ. Chị Nguyễn Minh Hằng vừa mới vào xem được không ạ? À, điều kiện là nhận quà bên em là rất dễ mọi người nhé. Chia sẻ livestream này 20 lần lên hội nhóm, 2 lần trên trang cá nhân. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước này. Chụp ảnh màn hình chia sẻ thành công này. Inbox cho bên em là được nhận quà mọi người nhé. Mọi người ơi, có ai còn muốn nhận quà nữa không ạ? Mà tụt view vậy ạ? 16 người đang xem ạ. Mọi người ơi, 16 người đang xem. À, đã chia sẻ. Vậy thì em sẽ tặng nốt cho chị Nguyễn Minh Hằng cho em nghỉ nhá. Chiều nay đúng 5 giờ em lại like lại nhá. Ai mà chưa nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi thì hãy nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhé. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước này. Cho chị Nguyễn Minh Hằng này. Chị Nguyễn Minh Hằng ơi, chị có một thỏi son rồi nhá. Nguyễn Minh Hằng phí ship bao nhiêu? Phí ship Quảng Ngãi từ 35 đến 45k ạ nhá. À, Nguyễn Phạm Mai Chi đã chia sẻ tổng quà là cho Nguyễn Phạm Mai Chi này. Mai Chi ơi, em có quà nhá. Mai Chi có quà này. À, Mỹ Duyên Obadet này, chị vừa ghi son cho Obadet rồi mà. Cảm ơn Nguyễn Minh Hằng này. Mọi người ơi, những người vào sau nhá, mỗi người chỉ dành 1 phút thôi ạ. Chia sẻ cái livestream này cho em 20 lần trong nhóm, 2 lần trên trang cá nhân này. Chụp màn hình là inbox cho bên em vào đây ghi tên là nhận quà nhá. Ai mà đã được quà bên em thì phải inbox cho bên em. Chụp màn hình inbox cho bên em này. Chụp màn hình inbox cho bên em. Nhấn theo dõi nick Facebook Dung Nhi ở chế độ xem trước nhá. Chiều nay 5 giờ em lại like tiếp nhá. Ai mà chưa được tặng quà thì đúng 5 giờ chiều nay em vào like nhá. Vào like tặng quà tiếp nhá. Nếu ai muốn nhận quà tiếp thì đúng 5 giờ chiều nay ạ. 5 giờ chiều nay em sẽ vào tặng quà tiếp mọi người nhá. Ai chưa có quà thì đúng 5 giờ nhá. Bây giờ em sẽ kết thúc live nhá. Chào mọi người này. Chào mọi người, đúng chiều nay 5 giờ em vào live tiếp nhá. Bye bye mọi người này, bye bye mọi người. Xin chào 18 người đang xem này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nick Facebook Dung Nhi. Nhấn chế độ xem trước. Nhớ nhấn chế độ xem trước nhá. Nguyễn Kim Anh ơi, đúng 5 giờ chiều nay nhá. 5 giờ chiều nay mình lại live stream tặng quà tiếp nhá. Ai mà chưa có thì đúng 5 giờ chiều nay nhá. Phương Nguyễn nhá, đúng 5 giờ chiều nay mọi người lại vào xem live stream tiếp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào 16, 18 người đang xem nhé. Chào mọi người nha. 5 giờ chiều nay vào xem lại cái livestream ở bên em nhé. 5 giờ vào đây để xem livestream là nhận quà.